Hello, xin chào mọi người. Tết vui không ạ? Nhẹ 1 cân ạ. À. Có vẻ là rất phấn khởi đấy. Đúng rồi, mình tăng nhẹ 1 cân ạ. À. Đấy được rồi, tăng 1 cân. Tăng 1 cân. Được. Với đến này về Hải Phòng mỗi hôm tăng 2 cân. Ui. À đây. Tuyến à? Tuyến đi Tuyến ăn Tết nào em? Em cũng tăng cân bởi vì đi về Hải Phòng cho ăn nóng quá. Thế là Tết này được đi food tour Hải Phòng các bạn ạ, rất tuyệt. Cái ăn được cái con ốc em ngất rồi đây. Ăn được xong một con ốc là ngất luôn. Con ốc to bằng cái đầu em. Ngon quá chị ạ. Ôi giời ơi. Thật sự luôn. Ốc ngon quá, ăn xong ngất. Ăn xong rồi liên tiếp. Rồi này ăn dã man thật. Rồi đi tiếp. Đây là Vân Tây. Vân Tây Tết này nào Vân Tây? Chị thấy em béo không? Cũng ai cũng bảo là sao bây giờ mới béo thế. Hai cái má bắt đầu nó gần gần và sát sát vào nhau rồi á. Cười là hai cái má nó chúm vào nhau rồi. Yeah. Thời tiết ra Tết rất là đẹp các bạn ạ. À đây rất là ngon nghẻ đây. Nó rủi là ai các bạn nói nhanh. Nó rủi là ai? Ôi em cắt tóc máy sao em tưởng em là con Tuyến đấy chị. Thì về căn bản chúng mày đã giống nhau rồi mà. Nhìn lại thế nào. Ừ. Thế không bây giờ còn khó nhận dạng hơn lúc trước. Vẫn may vẫn có cái nốt ruồi ở mồm. Nó ruồi nó mà ở lông mày hay là chỗ nào thì chịu không nhận ra được luôn. May nó ruồi ở mồm. Tuyền ăn Tết tăng mấy cân Tuyền? Em á? Ừ. Không tăng cân nào ạ? Ý, đi Hải Phòng mà không tăng cân nào à? Đi Hải Phòng ấy chị ạ. À, được rồi. Nên một ngày đầu năm đi làm thì coi như thế là rất là thời tiết rất là đẹp. Hai đứa này chúng mày làm gì đây? Mình làm gì với nhau ở đây? Sao ăn Tết ở Vĩnh Yên từ ngày mùng 3. Cơm rồi, ăn cơm đâu Tăng? Ăn cơm nhà Vân Tây. Thế ngày Tết mày tăng mấy cân vào trong một tròn đấy chị Tăng? Em không biết tăng cân nào đâu. Thằng này những kiểu Tết nó đi buôn phám suốt ngày, tin của nó thấy có pháo hoa biết từ suốt ngày Tết kiểu như đi buôn pháo ấy. Chị ấy mà bộ này nhìn cao ghê. Đúng không? Trộm vía. Tết mình cũng không tăng cân nào ý. Em còn để quên trong chợ kìa. Ở đâu không? Để quên trong chợ. Chờ ai chịu. Đây câu chuyện. Thế là anh mẹ. Có trang điểm ở nhà. Xong thì. Phải về lấy. Wow. Này rất là cồng kềnh nhá. Có túi này luôn ý. Túi này này. Ta cũng có túi đấy nhưng mà size to ấy. 9 người có. Đây. À không. Không thế là thế khác. Tao cũng có túi như thế nhưng mà túi to. Đấy. Đầu năm là không thấy cốp trang điểm và không thấy chìa khóa xe. Chìa khóa. Come on. Hai đứa này. Áo đang con, đang bảo là hai đứa này có áo đôi quá, thằng này nó vừa đưa áo cho nó. Mình ngồi ở văn phòng nó ấm ấy, mình đưa áo cho ấy của mình cho nó đỡ rét. Kinh rồi. Mọi người về hết rồi sao còn bước này, sáng nay hỏi nên ăn Tết nào chưa ạ? Tết năm nay nó hơi buồn một tí. Sao thế? Ốm à? Không được đi Hải Phòng à? Ốm không Hải Phòng, cứ nằm vật vã ở trên phòng một mình. Bữa kia đi chơi thì nó sốt, nó mệt, không đi được đâu cả. Đầu năm đã ốm. Ốm cho cả năm rồi, cả năm sẽ khỏe. Đúng rồi. Mày bị ốm gì đấy, mày đứng xa thì. Sốt virus à? Nó bị dạ dày, đầy bụng, anh uống bia thì đầy bụng, nó cứ kiểu nôn thôi. Chứ không phải đấy. Thế là Tết này của Dương bị ốm, các bạn ạ, trong này còn ăn gì á, trong này còn ai ấy? Còn lại là Long. Hết rồi. Nên còn mật long. Các bạn chắc không thấy mật long ở đâu. Ở dưới. Mọi người lì xì cho em hơn nhưng mà em chưa chạy được lì xì. Sao thế? Thấy chưa được lì xì. Sao thế? Toàn 10.000 thôi. Chưa phải nhờ. Từ từ đã. Mày nhìn nó một cục xem. Ta có mỗi tờ. Tại sao tiền lại gọi là một cục? Nó chứ bây giờ bọn này ý thức vật chất quy định tình cảm. Giá như nào? Giá như nào? Anh lì xì em chứ. Anh lì xì em đúng rồi. Đại hội lì xì. Chị ơi, em lên xem này. Ôi thôi. Một tờ to đi. Ừ. Không ai ở nhà đấy, không ai con chị đưa hộ em. Kia trong kia. Ôi giời ơi, hôm nay em đợi nhà mãi. Em chúc anh vui thôi, bảo với trẻ con. Mất chữ vẻ rồi. Chị ơi. Ừ. Em có bao tiền? 100. Tha hồ. 240. Tha hồ bú chặt chưa? Này. Như nào? Ơ thế còn chị Yến à? Từ. Để tao quay vlog cho nó. Thế vẫn có à? Em định về thôi nhưng mà em đứng đây tiếp. À có chị Yến nhở? Cái gì? Chị ơi em này. Làm sao? Cơ có phải cái này. Đâu? Ê.
Tao không nhìn thấy, từ từ đang mất nét. Mày để màn hình điện thoại sáng quá, tao không nhìn thấy luôn, thấy rồi. Đây. Thảo Ly à? Đây. Sợ. Nghĩa là sao? Hay là mai, hay là anh cứ đi xong rồi mai. Thằng thằng này à? Hết sạch tiền lẻ chị ạ. Thế tiền thừa lấy tiền chăn. Mai lịch gì chị đổi cho, về mất lộc. Bắn tài khoản được. Tài khoản. Hôm nay Phương Anh lừa bé vào lì xì chị 100 nghìn. Không, em không lì xì hết thật hết. Rồi, hôm nay là tiền lì xì là những đứa mày nhận được nhá. Tiền lì xì là to nhất là 200 nghìn của công ty đúng không? Thế tao vẫn là công ty thì sao mà chúng mày vẫn đòi tiền lì xì tao? Em mới đâu. Cái gì? Ai bảo có được nhận được 200 tiền lì xì công ty chưa? Đổi đâu? Chưa. Sao lại chưa? Chưa vào đòi chị Hiền. Chưa vào đòi chị Hiền. Các bạn ạ. Đổi xong rồi lì xì em lại cái tờ. Tôi thì vẫn là công ty. 10 nghìn. Sáng nay kế toán đã tinh tinh mỗi đứa 200 nghìn rồi. Và bây giờ chúng nó vẫn đòi tao khác ở chỗ nào? Khác là đấy là trong nghiệp thì nó sẽ phong. Tao vẫn ở trong ban cán sự mà. Ban cán sự nhưng mà nhưng mà đấy là hai hai người con trai, đây là một người con gái. Chị phải thể hiện địa vị của chị ấy. Chị ở một địa vị khác. Bây giờ đúng không? Không, tao không có địa vị hết. Bây giờ chúng nó đang lì xì cho mày là ai lì xì 50 đây? Anh Đại. Em ơi, Đại đâu rồi? Đại leader team em lì xì em 20. Tại sao nó có nhận được 50? Anh Đại là chị không được 50. Thế thì lì xì cho độ sinh đúng không? Vân ơi là Vân. Thì em bị phân biệt đối xử. À, tại sao thế? Không phải. Đội kia chưa có người yêu nên anh lại lì xì đấy. Chị đang yêu đúng không? Ờ. Bích Ngọc Vũ đến công ty xin tiền lì xì. Bảo là lì xì cho chị đi mà. Xin đâu? Lì xì là người ta phải phát người tâm, phát lộc. Đấy, cái lì xì đi. Nhưng mà khi lì xì hết xong hết rồi. Thì mày phát tâm đi. Vi Long sáng sớm, đấy. Sáng sớm ngồi ghế đá đưa chị luôn. Đấy, thấy chưa? Vi Long phải thế. Chị đã gặp em nè. Nhưng mà đưa bao tiền? Chị không cần mệnh giá, chị chỉ cần một tờ tiền thôi. Đúng rồi. Anh Vi Long lì xì em 2 tờ. Thấy chưa? Anh Vi Long lì xì em 2 tờ. 2 tờ gì? Thì mày chơi được Vi Long thì chơi tao nữa. Ờ, đấy. Chị gì á, 1.000 tiền lì xì mà mất tình cảm đồng nghiệp trong công ty. Đúng rồi. Đúng. Chị không quan trọng vật chất đúng không? Bây giờ ở đây thì thôi thì ở đây thì tất cả mọi người là thấy là đều lì xì 20.000 với cả 50.000. Em chúc mừng năm mới chị. Chị vẫn nhận mà, chị bảo là chị chỉ cần chúc mừng năm mới anh. Cái thằng kia. Mày thôi, hết tiền lẻ. Mày lì xì mà làm mày làm như mày đi chùa không bằng cái thằng kia. Chị Ngao à, chị không đồng quan trọng. Hết tiền lẻ lấy tiền chắn ra. 1, 2 nghìn. Em mà thằng này đổi tiền cho em. Long đổi tiền cho anh. Thằng mất dạy. Em mà thằng này đổi tiền. Thằng bảo thằng Long, em mà thằng này đổi tiền cho em. Ai bảo? Đưa nó bảo đây. Quá trời. Nào đưa đây tao đổi cho. Anh ơi đổi đi. Thế cái tiền lì xì thằng phát em bao tiền? Chị ơi, bọn này phân biệt lớn với lì xì bé nhưng bọn nó không hiểu. Sai. Lì xì cho nhau. Lớn lì xì bé, còn bé mừng tuổi lớn hiểu chưa? Bọn này nó không hiểu. Còn này sống vật chất lắm. Đây tiền, đây mày đổi không sống vật chất đúng không? Đưa hết tiền đây. Để thế này. Hết chưa? Mừng tuổi. Bé là lì xì. Phát vốn. Bé là lì xì lớn. Ở đây đi. Bé khi mà mình cho tiền một đứa bé hơn thì mình làm mình lì xì, mình phát vốn cho nó. Còn mừng cho các cụ là mừng tuổi, mừng cụ thêm tuổi. Ok chưa? Năm nay ôi trời ơi. Đổi bao nhiêu tiền lì xì? Em thế mà. Chị bảo 2.000 chị vẫn nhận mà. Lì xì vẫn cười. Thế lì xì không cười thì khóc à? Lì xì hết đâu? Hết tất. Mọi người sống vật chất quá. Bây giờ như này nhá. Hôm nay thì uống trà sữa các thứ no rồi. Thôi để mai lại lì xì trà sữa đi, uống trà sữa không? Chị ơi. Hả? Hôm nay uống 3 cốc rồi. Thế mai có uống gì dự đoán thế... đúng như vậy lúc chị hỏi em luôn. Ừ. Kiến Quỳnh mong muốn tiêu bao nhiêu tiền trong Tết? Ừ. 35 triệu. 100 nghìn tiền đổi đâu đâu. Không. Tiền á. Nếu mà tiêu nữa thì vay à, đi vay à? Đi vay. Vay bán. Em tôi vay Achi Ca Phú ơi. Hôm nay mà trả lời Achi Ca Phú 100 triệu à? Ác. Ác. À mai mua trà sữa chứ anh không uống trà sữa à? Đây, không có đâu. Hôm nay 10.000. Hôm nay các bạn fan mua nhiều trà sữa cho uống quá. Bạn ơi, cái này thằng này sống vật chất nhở. Bảo sao đi ô tô. Đấy. Nó khấy em đấy chị ạ, nó chị đấy. Ngập đầu ngập đấy còn chi. Tại vì một mình mày không vật chất là mày không chưa ô tô đi đấy. Hai tờ. Đấy. Ôi, em nhắc lại cho người ta nhiều. Đây Vân được. Vân được mấy tờ? Vân được mấy tờ? Đấy, nó 2 tờ. Chị chưa được 2 tờ. 10.000. Chị chưa được 2 tờ. Nó phân biệt đối xử không? Nó lì xì cho mày 10.000 không? Em đến nhà ăn thì
Thằng kia làm gì? Thằng kia ý, kiến gì cả? Chưa được. Trong chiều anh ra đấy các em ơi. Chưa được, chưa được. Thôi tao không tin. À thằng kia chưa lì xì tao nhá. Không phải tao say tao không tin. Thằng Long Tô kia. Mày lì xì tao chưa? Lì xì hai cháu chưa? Chết rồi. Ừ, tay không sang nhà chơi à? Tao không có tiền mặt mà lì. Tao sang nhà tao còn phải lì xì nó, tao còn phải cầm quà Tết đến nhà cho nó cơ. Mày thấy nó vip chưa? Mày không sang chơi với các cháu à? Anh Hiếu sách vào. Mày thấy nó vip chưa? Vip rồi. Không, nó có lên, nó có biết nhà tao ở đâu đâu mà. Ấy, lại được ai lì xì rồi? Đâu, anh nghỉ thôi thì mới anh chúc em càng ngày càng diễn tốt. Không chúc em à? Đó, thu hơn, diễn tốt hơn. Coi như anh có một tí gọi là cảm ơn anh. Nó định vỗ vai đi, nó định vỗ. Bóc. Cứ bóc đi, tận 500. Cứ bóc đi. Đã xem phim Du Ký chưa? Đã xem phim Đại học Du Ký chưa? Mở ra ở trong có tờ giấy viết tận 500. Và đây là kết quả. Tiền nhiều quá. Tên. Mày ăn trộm một ban tờ hiện tại của tao đúng không anh kia? Đi vào kiểm tra ba tờ vẫn còn. Bây giờ mày phải có tờ 200 đồng. Mày mới vip. Mày phải có tờ 200 đồng mày mới vip. Ở đấy về đi. Em là tiền em nhá. La cả đây chắc là được khoảng 15-20 phút rồi đấy. Em quên tháng nay em không đi đòi lì xì chưa? Ừ. Thế là lúc em đòi được có 100.000 à? Ừ, chết được rồi. Mai tôi để quên chai mắm ở đây. Dương ca sĩ vẫn để nguyên chai mắm đây đeo đi từ hôm qua. Sáng tao lại tưởng là trà của ai pha đi. Chị ơi, thiêu rồi mà vẫn đeo. Sao mắm gì đấy? Thật là vãi trưởng, một lửa lít nước mắm các bạn ạ. Con kia nó liều thật chứ. Ngồi lên từ đấy rồi được 30 phút rồi đấy. Ngồi đây trả được chúc một năm mới, cứ đòi tiền lì xì xong trả lại ai chúc cơ. Sống cũng vật chất thật. Thế mày có thích tiền lì xì không? Dạ. Mày thích tiền lì xì không? Em có ý thức em có chúc mừng lại cơ. Cày xuống phát tiền lì xì hết cho chúng nó xong rồi. Bây giờ không được lì xì lại cày. Bây giờ thì một đứa tìm chìa khóa, một đứa tìm mũ bảo hiểm. Cứ ngồi mà tiền lì xì đi. Đúng rồi đấy, ăn đi. Không phải là lộc mà là quà Tết công ty đấy, ăn đi. Thấy mũ bảo hiểm rồi, một đứa chưa thấy chìa khóa xe. Các bạn thằng Long, thằng Phi Long phải làm cái móc chìa khóa xe là to bằng cái dép á. Dép là cái gì chị? Cái ủng luôn đấy cái thằng này. Đó mày. À hai đứa hai xe à? Tưởng hai đứa một xe. Hai xe, về tâm lậu gửi đi hai xe. Anh đứa xe. Anh